Con với cái, chỉ được cái ăn vụng là nhanh. Mẹ đã bảo chỗ bánh bao này để phần cho khách, sao con lại dám ăn? Hả? Con thấy mẹ để trên bàn, lại không đậy gì, nên con tưởng... Tưởng cái gì? Học thì dốt, đã thế còn hay ăn vụng. Đã ăn vụng, còn làm vỡ đĩa. Con với chả cái. Năm sắp, úp mông xuống, nhanh lên. Anh, con xin lỗi mẹ. Hồng Xiêm ơi. Cháu chào các bác ạ. Cháu xem giúp ta miếng thịt này với. Ta vừa mua miếng thịt trâu của một ông đi bán rong qua đây này. Nhưng mà miếng thịt này nó lạ lắm. Không biết nó bị làm sao. Ta sợ quá. Miếng thịt cắt rời mà nó cứ động đậy liên tục thế này này. Cháu có biết tại sao không? Sợ bị tẩm độc cũng nên. Ôi giời ơi, cái này á, bác mua phải thịt thối rồi. Không, miếng thịt tươi như thế này làm sao mà thối được. Cậu cứ nói linh tinh. Bác ơi, miếng thịt này không sao đâu ạ. Vì các dây thần kinh trong con trâu vẫn chưa chết hẳn, nên các thớ thịt sẽ xuất hiện co giật thôi. Thế mà ta cứ tưởng có độc. Cảm ơn Hồng Xiêm nhá. Dạ không có gì bác ạ. Hồng Xiêm giỏi quá, tớ nhìn miếng thịt trâu mà hãi. Đúng là thần đồng mà. Có thế mà các cậu cũng khen. Thôi tớ có việc, tớ về trước đây. Ơ, mít mật, đang đến phiên cậu bắt bóng mà. Thôi, khỏi chơi nữa. Sao mọi người toàn tin Hồng Xiêm, chẳng ai tin mình. Mẹ thì suốt ngày mắng mình ngốc. Bà con dân làng chẳng ai thèm để ý đến lời nói của mình. Na với xoài thì lúc nào cũng hồng xiêm. Tức quá đi mất. Hôm nay mình sẽ cho dân làng tới công chuyện luôn. Dám coi thường mít mật này à? Mất cóc trẻ con. Có ai không? Cứu với. Ôi, có ai kêu cứu ấy nhỉ? Bắt cóc trẻ con kìa. Tiếng kêu ở đằng kia. Ôi, Cháu đùa mọi người tí thôi mà. Ơ, thằng mít mật, giữa trưa không ngủ còn bày trò thế hả? Bực cả mình. Đúng là trẻ con, nghịch dại quá. Lại chuẩn bị có kịch hay đây. Cháy rồi mọi người ơi. Cháy đống rơm to quá. Mọi người ơi, dập lửa nhanh. Ôi, cháy ở đâu? Ôi, cháy ở đâu thế? Có khói ở đằng kia kìa, mau đi thôi. Nhanh lên đi dập lửa. Có thấy cháy cái đống rơm nào đâu? Có khói kia kìa. Tôi nghe có tiếng trẻ con hô cháy, mà đến đây thì không thấy ai. Cháu chỉ đùa tí thôi. Các bác cũng nhanh chân thật đấy. Lại còn mang cả xô chậu ra đây. Lại là thằng danh mít mật à? Cái thằng quỷ này. Cháu có làm gì đâu. Cháu đang chơi nên đốt củi giả vờ thôi mà. Bác làm gì mà nóng tính thế? Con cái nhà ai mà hư thế? Để nó lêu lổng nghịch dại thế bao giờ? Mít mật ngày càng quá đáng. Mình phải tìm cách dạy cho cậu ta một bài học mới được. Xoài, vừa hay tớ đang muốn tìm cậu. Có chuyện gì thế? Tớ muốn cậu cùng tớ đóng vở kịch này. Hay đấy. Tớ biết rõ lịch của mít mật lắm. Hôm nào nó đi mua thịt cho mẹ tớ đều biết. Thế thì hay rồi, hẹn cậu hôm đó nhá. Mít mật kia kìa, đợi nó mãi, muỗi đốt rộp cả chân rồi. Ôi, tớ cũng thế, mấy con muỗi chết tiệt. Giờ chúng ta làm gì nhỉ? Giờ thế này nhá, tớ ném quả táo này vào mít mật, đợi nó dừng lại, cậu sẽ quăng lưới vào nó, rồi ta kéo vào đây. Táo á? Nhưng nhỡ nó không dừng lại thì sao? Cậu cứ lo xa, mít mật á, gì nó chẳng ăn, tự nhiên thấy quả táo lại chẳng thích quá chứ. Được. Ôi, đói quá đi mất. Cả ngày nay mình chưa ăn gì ngoài đĩa xôi với nửa con gà. Vất cả mình. Táo này. Không biết của ai nhỉ. Trời cho thì ta ăn vậy.
Ai đấy? Cứu! Cứu! Sao thế này? Con lợn này nặng quá đi mất. Nói bé thôi, mít mật nó nặng gấp đôi tớ với cậu đấy. Thôi, cố lên một tí nữa. Ai đấy? Cướp đây! Đưa hết tiền ra đây! Mau lên! Cướp à? Tôi không có tiền, thả tôi đi! Im mồm! Có đưa tiền không thì bảo! Cứ ngoan cố! Ta cho cái gậy vào đầu bây giờ! Tôi không có tiền! Thả tôi ra! Cướp! Cướp! Cướp mọi người ơi! Cứu cháu với! Gào đi! Ngươi gào to nữa lên! Xem có ai cứu ngươi không? Cướp! Cướp! Mọi người ơi! Cứu cháu với! Mọi người ơi! Mọi người ơi! Cứu cháu với! Cháu bị cướp! Cướp! Hình như có tiếng kêu cứu! Ôi dào ơi! Chắc lại thằng nhóc hay lừa chúng ta đấy mà! Đúng giọng nó rồi! Thôi kệ đi! Thế nào? Ngươi gào to nữa lên đi! Gào đi! Đúng là dại mà! Trêu đùa lừa phỉnh dân làng làm gì? Thì giờ không ai tin mình nữa! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Là các cậu à? Đúng thế! Cậu thấy không? Cậu hay bày trò lừa mọi người á? Để bây giờ gào khản cổ có ai tin không? Tớ biết lỗi rồi. Mấy trò đùa hôm trước đã đánh mất lòng tin của mọi người dành cho cậu, nên giờ ai cũng nghĩ là cậu bày trò. Tớ nghĩ ngày mai cậu nên đến xin lỗi mọi người đi. Ừ, tớ biết rồi. Sợ quá đi mất. Nếu vừa rồi mà là cướp thật á, chắc tớ bị bắt cóc rồi cũng nên. Cháu chào các bác ạ. Cháu đến đây để xin lỗi các bác vì mấy trò đùa ngớ ngẩn lúc trước. Từ giờ cháu xin chừa ạ. Thôi, cháu biết lỗi như thế là tốt. Từ giờ đừng bày trò nữa nhá. Một lần bất tín, vạn lần bất tin. Đừng có học theo cái xấu mà thiệt thân. Vâng, cháu cảm ơn các bác ạ. Ngươi nhìn xem, kia có phải là cái na con thầy đồ không? Dạ bẩm quan, đúng là cái na đấy ạ. Cho Kiệu đi về phía sân làng cho ta. Kia có phải là Kiệu của quan huyện không các cậu? Chuẩn không cần chỉnh, là quan huyện chứ ai. Gọi cái na đến đây cho ta hỏi chuyện. Cái na đâu? Lại cho quan hỏi chuyện. Dạ, con chào quan ạ. Ngoan đấy. Đúng là con gái thầy đồ có khác. Ta vừa đến nhà ngươi, nhưng thấy cửa đóng then cài. Cha ngươi đâu? Ta đang có việc quan trọng, cần gặp cha ngươi. Dạ bẩm quan, cha con hôm nay có việc sang làng bên cạnh thăm cô chú ạ. Chắc tối muộn mới về. Như thế thì không được rồi. Ta đang có việc gấp phải đi, không thể chờ cha ngươi về được. Thôi thế này, ta giao vật này cho ngươi. Khi nào cha ngươi về, ngươi giao lại cho ông ta nhớ. Lính đâu? Mang lại đây cho ta. Dạ bẩm quan, đây ạ. Đây là quyển sách Hán cổ của phủ huyện. Ta muốn gửi cha ngươi dịch ra cho ta. Sang tuần sau dịch xong, ta cho người qua nhà ngươi nhận. Nhớ là quyển sách này chỉ có một bản duy nhất, phải giữ cẩn thận, không ta phạt tội đấy. Dạ vâng, con sẽ giữ cẩn thận mang về cho cha ạ. Chúng con chào quan ạ. Các cậu ơi, tôi đói quá. Thế bọn mình đi bới khoai về nướng ăn đi. Đồng ý hai tay hai chân, tớ cũng đang đói meo rồi này. Na ơi, vùi khoai xuống đây nướng đi. Cậu để tớ. Na ơi,
Trong lúc chờ qua chín, tớ mượn quyển sách của quan huyện xem qua được không? Hồng Xiêm giữ cẩn thận nhé. Là Hồng Xiêm thì tớ mới cho mượn đấy. Chứ hậu đậu như mít mật với xoài á thì còn lâu. À, ra đây là quyển sách hướng dẫn cách quản lý tiền bạc chi tiêu trong phủ nha. Hồng Xiêm đọc được hết à? Giỏi thế. Có một số chữ Hán cổ nhìn lạ, số chữ còn lại tớ đều đọc được hết. Qua chín rồi các cậu ơi, đưa tớ một củ nào. Hồng Xiêm ơi, ăn nữa đi, vẫn còn nhiều khoai lắm. Các cậu cứ ăn tiếp đi, tớ ăn đủ rồi. Tớ đang xem dở quyển sách của quan huyện nên muốn xem tiếp. Kệ Hồng Xiêm, bọn mình cứ ăn cho no đi. Hồng Xiêm chăm chỉ chứ không ham ăn như cậu đâu. Hồng Xiêm, cậu không ngủ chưa à? Tớ đọc hết quyển sách của Na rồi, trả lại cho Na này. Ôi, cậu giỏi thật đấy, đã đọc hết quyển sách rồi. Các cậu ơi, chiều rồi, dậy đi thôi. Ơ, đã chiều rồi à? Chiều mát rồi, đi ra sông tắm là tuyệt cú mèo. Đồng ý. Đi thôi. Các cậu đợi tớ chút, tớ phải cất bọc sách này đi đã. Các cậu ơi, cho tớ nghịch nước thôi. Minh Mật ơi, hay bọn mình dọa Na một tí đi. Dọa như thế nào? Na đã giấu cái bọc sách ấy như thế, giờ bọn mình lén để sang chỗ khác, trêu cho Na sợ hết hồn một phen. Ừ nhá, Na thế nào cũng khóc thét. Đây rồi, giấu tạm ở đây đi. Được đấy, cứ để tạm ở đây. Bao giờ Na khóc sùm lên, bọn mình mới chỉ cho chỗ tìm. Xong rồi, xuống bơi tiếp thôi. Ừ, đi thôi. Quyển sách quan huyện gửi cho cha rất quan trọng. Mình đã giấu kỹ, nhưng vẫn thấy không yên tâm. Lỡ mất, quan lại trách tội thì... Này các cậu, chúng mình về đi. Ờ, sao lại về? Đang chơi vui mà. Thôi, tớ cứ thấy lo lo về quyển sách quan huyện gửi ấy. Ờ, về thì về. Các cậu ơi, bọc vải và quyển sách của tớ mất rồi. Sao mà mất? Để đâu lại mất? Rõ ràng tớ để trong bụi cây này. Tớ còn cẩn thận vùi xuống đất, nhưng giờ không thấy đâu cả. Cậu đã xem xét kỹ xung quanh chưa? Tớ tìm kỹ rồi, có thấy đâu. Nãy giờ ở bến sông đâu có ai qua lại đâu, mà tự nhiên bọc vải lại biến mất. Kỳ lạ thật. Na ơi, bình tĩnh lại đừng khóc. Không, bình tĩnh làm sao được. Quyển sách này là quyển sách quan trọng quan huyện gửi cho cha tớ. Tớ chỉ có một bản duy nhất, phải giữ cẩn thận. Làm mất quyển sách này thì tớ tiêu rồi. Bọn tớ biết bọc vải và quyển sách ở đâu đấy. Hả? Thật không? Nó ở đâu? Ở đâu còn lâu mới nói. Lêu. Các cậu giấu đi đúng không? Rõ ràng chẳng có ai lạ qua đây mà bọc vải lại tự nhiên biến mất. Chỉ có các cậu giấu thôi. Các cậu giấu ở đâu thì trả lại cho tớ đi. Không phải tại tớ, xoài xúi tớ làm đấy. Các cậu thật quá đáng, biết là đồ quan trọng của Na mà còn giấu đi. Thôi, bọn tớ xin lỗi. Na đừng khóc nữa, tớ đưa cậu đến chỗ bọc sách. Kia, trong bụi cỏ kia kia. Ơ, tớ vừa để đây mà. Cậu nhớ lại đi, hay là mất thật rồi? Không, đúng chỗ này mà. Na ơi, đây có phải là bọc vải của cậu không? Đúng rồi, đúng là bọc vải của tớ. Thế quyển sách đâu? Các cậu ơi xem này. Đây là những mảnh vụn giấy của quyển sách. Ôi trời ạ, sao có thể như thế? Đúng rồi, vừa rồi bọn mình chơi dưới sông, tớ thấy có đám trâu đang ăn cỏ gần đây. Thế thì đúng rồi, đúng là đàn trâu ăn cỏ vô tình dẫm nát quyển sách rồi. Chết rồi, làm hỏng sách của quan huyện rồi. Cha con tớ sẽ bị trách tội cho xem.
Thôi, Nai đừng khóc nữa. Tớ có cách giúp cậu lấy lại được quyển sách đó rồi. Cậu nói thật chứ? Cậu tìm xem trong nhà có quyển sách trắng nào không? Mang lại đây. Để làm gì thế? Tớ có đọc qua quyển sách ấy. Tớ vẫn nhớ nội dung. Để tớ chép lại thành một quyển khác cho. Thật không? Hồng Xiêm đừng có nói bừa nhá. Cả một quyển sách mà cậu nhớ được hết á? Tớ tin là Hồng Xiêm làm được. Ngày trước cậu ấy cũng từng chép lại cuốn sổ nợ bị cháy của mẹ tớ, mặc dù chỉ đọc qua một lần đấy thôi. Ôi thế thì tốt quá, Hồng Xiêm giúp tớ với. Nếu không thì cha con tớ to tội với quan huyện. Để tớ đi lấy sách ngay. Hồng Xiêm ơi, ăn nữa đi, vẫn còn nhiều khoai lắm. Các cậu cứ ăn tiếp đi, tớ ăn đủ rồi. Tớ đang xem dở quyển sách của quan huyện nên muốn xem tiếp. Kệ Hồng Xiêm, bọn mình cứ ăn cho no đi. Hồng Xiêm chăm chỉ chứ không ham ăn như cậu đâu. Có chuyện động trời đó sao? Ta đi vắng có một chút thôi mà mọi chuyện đã rắc rối vậy à? Đâu, đưa cuốn sách Hồng Xiêm chép lại cho ta xem thử nào. Ta đã xem qua quyển sách đó, có rất nhiều số khó nhớ và cả chữ Hán cổ. Nhưng soi lại thì có vẻ đúng hết rồi. Hồng Xiêm đúng là có trí nhớ siêu phàm. Cho nhớ hết được cả quyển sách này, đúng là siêu nhân. Hồng Xiêm giỏi quá, cảm ơn cậu. May nhờ có cậu mà cha con tớ không phải chịu tội với quan huyện. Chúng tớ hối hận quá, chỉ vì trò đùa nghịch dại của mình mà ảnh hưởng đến bao người. Đúng rồi, Xoài và Mít Mật lần sau đừng làm những trò dại dột như vậy. Hôm nay không có Hồng Xiêm thì tớ và cha tớ mang tội lớn rồi. Cảm ơn Hồng Xiêm nhá. Na ơi, chúng tớ thật sự biết lỗi rồi. Lần sau có cho vàng cho bạc cũng không dám đùa cợt như vậy nữa đâu. Thôi, các trò biết lỗi là được rồi. Mau về nghỉ ngơi đi, cả ngày hôm nay đã mệt rồi. Vâng ạ. Chúc mừng con trai mẹ đã thêm một tuổi. Hôm nay con thích gì, mẹ sẽ chiều tuốt. Thật thế à mẹ? Yeah! Giá mà một năm có chúc ngày sinh nhật thì tốt biết mấy. Chà bố anh, giá gì mà khôn thế. Thôi ăn xong chưa? Hôm nay mẹ cho đi chơi đấy, không phải ở nhà phụ mẹ gì đâu. Yeah! Con cảm ơn mẹ. Không biết mấy đứa kia có nhớ hôm nay là ngày sinh của mình không nhỉ? Phải đến gặp chúng nó, xem chúng nó có quà gì cho mình không mới được. Chào các cậu. Kinh! Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây hay sao mà Mít Mật dậy sớm thế? Bình thường gần trưa cậu mới mò mặt ra đường cơ mà. Ờ nhỉ, mà nay trông hớn ha hớn hở ấy. Có chuyện gì vui à? Ừ, trông Mít Mật hôm nay vui lắm. Ờ thì mới dậy sớm để vui vẻ thôi. Ngày gì mà đặc biệt thế? Một ngày đặc biệt của tớ. Các cậu không nhớ là ngày gì à? Ngày gì? Tôi chẳng nhớ gì cả. Tớ cũng không nhớ. Tớ cũng vậy. Chán các cậu thật. Để tớ gợi ý cho các cậu biết nhé. Hôm nay là ngày mà cách đây 10 năm một thiên thần đáng yêu đã ra đời. Và bây giờ thiên thần đó đang đứng trước mặt các cậu đây này. Đâu? Thiên thần đâu? Sao tớ chẳng nhìn thấy ai hết thế? Ờ, mà thiên thần ra đời thì đâu có liên quan gì đến chúng ta đâu mà nhớ. Rõ vớ vẩn. Mà hôm nay tớ dậy hơi sớm nên giờ buồn ngủ quá. Thôi tớ về ngủ đây. Chào các cậu. Thôi, tớ với cậu còn đi có việc cơ mà. Ừ về đi, kệ Mít Mật với ngày đặc biệt của cậu ấy. Ô kìa các cậu, sao lại bỏ về hết thế này? Các cậu không biết hôm nay là ngày gì thật à? Các cậu... Bạn bè thế đấy, các cậu đúng là một lũ vô lương tâm mà. Mất công hôm nay mình dậy sớm ra đây chơi mà chúng nó lại bỏ về hết. Đã thế á, phải đánh một giấc cho bõ vậy. Ngủ có một giấc mà đã gần đến trưa rồi, lại thấy đói. Ờ, cháu muốn đặt cô làm giúp cháu một con gà quay ạ. Cuối giờ chiều cháu sẽ đến lấy. Ờ, được được, gà cô làm thì khỏi phải nghĩ nhá. Vâng, cháu cảm ơn cô. Cháu xin phép cô cháu về ạ. Xong rồi, tớ đã đặt cô Bẹo làm gà quay.
tối nay sẽ có. Lát nữa tớ sẽ về nấu chè. Còn tớ sẽ mang bánh kẹo sang. Tối nay chúng ta sẽ có một bữa tiệc linh đình. Chúng nó hẹn nhau góp bánh góp kẹo để liên hoan với nhau mà không bảo mình à? Lại còn cả gà quay nữa chứ. Bạn bè kiểu gì thế? Thảo nào, sáng nay chúng nó cứ lảng mình đi. Chắc tính gạt mình ra khỏi nhóm à? Mình đã hỏi mẹ rồi. Đây chính là con gà mà mẹ làm cho chúng nó. Xem nào. Ăn gà mà có thêm thứ này thì ngon phải biết. Con chó của Na đi lạc rồi. Cậu mau đi tìm nó với bọn tớ đi. Con chó đi lạc thì liên quan gì đến tớ chứ? Cậu nói thế mà nghe được à? Na đang khóc sưng hết cả mắt kia kìa. Mau đi tìm đi. Đi thì đi. Lúc ăn ngon thì không thấy gọi. Có việc là nhớ đến mình chứ. Bạn bè thế đấy. Thế con chó ấy lạc ở đâu? Hình như đây là đường về nhà Hồng Xiêm mà. Thì đúng rồi. Nó bị lạc ở gần đấy. Mà thôi đi nhanh lên. Hỏi lắm thế. Ờ hay. Vào đây nào. Ờ. Vào nhà Hồng Xiêm làm gì? Chúc mừng Mít Mật đã thêm một tuổi mới. Ờ hả? Các cậu. Các cậu làm gì thế này? Còn làm gì nữa? Bọn tớ mất bao công sức để tổ chức bữa tiệc này cho cậu đấy. Nhìn xem, có cả gà quay, món cậu thích còn gì. Các cậu tổ chức cho tớ à? Ừ, không phải là các cậu quên tớ rồi sao? Quên làm sao được chứ? Chúng tớ cố tình làm như vậy để tạo sự bất ngờ cho cậu thôi. Xin lỗi nhé Mít Mật, chắc sáng nay cậu buồn bọn tớ lắm, đúng không? Tớ cảm ơn các cậu nhá. Thế mà tớ cứ tưởng... Tưởng gì? Thôi, nhân vật chính đến rồi, chúng ta vào tiệc thôi. Hôm nay á, tớ báo cắt cơm ở nhà nên giờ đói lắm rồi. Chúng mình ăn gà trước cho nóng nhỉ? Gà mẹ Mít Mật làm thì ngon hết sẩy luôn. Ừ, cứ thế xé mà ăn nhỉ? Ăn gà à? Đừng ăn. Sao thế? Sao lại không ăn? Tại thịt gà không ngon. Làm gì có chuyện đó. Gà mẹ cậu làm là ngon nhất rồi còn gì. Hôm nay lại chê cơ đấy. Chắc hôm nay sinh nhật nên xấu hổ ấy mà. Thôi ăn đi, nghiện lại còn ngại. Hôm nay cậu được ưu tiên nên chiếc đùi gà to nhất dành cho cậu đấy. Ờ, cảm ơn cậu. Chết rồi, mình đã bỏ thuốc sổ vào con gà. Ăn làm sao được chứ. Nhưng mình không thể nói với mọi người được. Làm thế nào bây giờ? Thôi thì có họa cùng chịu vậy. Chứ giờ có nói cũng muộn rồi. Sau hôm nay, ngày mai tạ tội với chúng nó vậy. À, sao? Sao tớ đau bụng thế nhở? Ui, tớ cũng thế. Chắc phải đi nhà xí thôi. Tớ cũng muốn đi. Ờ, tớ nữa. Lần này tớ bắt được quả tang nhá. Cậu không chối được đâu. Cậu chuyên gia ăn trộm nhãn nhà tớ. Cậu nói tớ ăn trộm à? Cậu định nghĩa thế nào là ăn trộm giúp tớ? Chờ đấy. Ăn trộm á? Thế cậu không biết thế nào là ăn trộm mà? Là cậu lấy những thứ không thuộc về mình. Ví dụ như nhãn nhà tớ. Vì nó là nhãn nhà tớ. À thế à? Thế bây giờ thế này nhá. Là thế nào? Bây giờ tớ hái chùm nhãn này, tớ đưa lại cho cậu. Cậu có ý gì đấy? Cậu đưa lại chùm nhãn đấy cho tớ đi. Tớ xin. Cậu cho tớ đấy nhá. Chứ không phải là tớ ăn trộm đâu. Tớ về đây. Ơ, thế là thế nào? Thật quá đáng. Cô Hòa cạnh tranh với quán nhà mình. Mình sẽ nghĩ cách kéo khách về cho mẹ. Nể cô là người làng nên chúng tôi không báo quan, nhưng phải bù chi phí thuốc men cho chúng tôi. Nhưng tôi không bao giờ làm bánh kem chất lượng như thế cả. Không kém mà chúng tôi ăn vào đau bụng à?
Tóm lại là có đền tiền hay là không, hay muốn lên quan? Dạ. Cô bán cho cháu cái bánh tẻ ạ. Hôm nay cô không làm bánh tẻ nữa, có khi cô đóng quán thôi cháu ạ. Bánh tẻ của cô ngon mà, sao cô lại nghỉ ạ? Có mấy khách ăn bánh của cô, họ kêu đau bụng, phải uống thuốc của thầy lang. Họ dọa sẽ báo lên quan nếu cô không đền tiền thuốc cho họ. Thế ạ, cháu rất tiếc là không giúp gì cho cô được ạ. Không sao, cô lại quay về làm ruộng thôi cháu ạ. Ôi, Mít Mật, cậu làm cái gì đấy? Tớ xin lỗi, tớ vội quá. Bẩm thầy lang, cháu đến lấy thuốc bổ cho cha cháu ạ. Ta đã bốc xong rồi đấy, chờ một lát nhé. Vâng ạ. Bánh tẻ của thầy ngon quá. Của Mít Mật nó biếu thầy đấy. Hai hôm trước, cu cậu nói khó đi ngoài nên mua ít thuốc sổ về uống. Nay khỏi nên mang bánh đến biếu. Cháu ăn không? Dạ thôi, cháu còn phải mang thuốc về cho cha cháu ạ. Cháu cảm ơn thầy ạ. Cho cháu gửi tiền ạ. Mít Mật dùng thuốc sổ à? Công nhận, nhưng bánh nhà cậu không ngon và nhìn không hấp dẫn bằng bánh nhà cô Hoa. Vớ vẩn, cậu thích thì sang mà ăn bánh nhà cô ấy. Bánh vừa mặn lại còn bị đau bụng. Cậu có bị làm sao ấy thì đừng kêu nhá. Thế hôm trước sao cậu phải mua thuốc sổ nhà thầy lang? Thì tớ ăn nhãn nhà xoài về, khó tiêu nên phải mua thuốc sổ uống. Thế à, chứ không phải cậu mua thuốc sổ cho vào nguyên liệu bánh của cô Hoa để hại quán cô ấy à? Này, cậu đừng có ăn nói vớ vẩn nhá. Cậu khai thật đi, mặt của cậu đang có những biểu hiện của sự nói dối đấy. Tớ đã hỏi mẹ cậu nói là cậu không sao cả. Hơn nữa, cậu mua thuốc sổ đúng vào ngày quán cô Hoa xảy ra chuyện. Tớ có đủ bằng chứng việc cậu bỏ thuốc sổ vào bánh tẻ nhà cô Hoa để khách ăn phải đau bụng. Cậu có muốn lên quan để ăn roi không? Tớ thừa nhận. Chẳng qua là tớ thấy quán nhà cô Hoa đông khách, mà quán nhà tớ thì... Cậu gây hậu quả lớn rồi. Cậu làm thế là trượt đường sống, bôi nhọ danh dự của cô ấy đấy. Nếu mà ra quan, mẹ cậu và cậu sẽ phải ngồi nhà lao. Thế tớ bây giờ phải làm sao? Thật ra tớ chỉ biết là cậu mua thuốc sổ nhà thầy lang và tớ dùng cây dọa khỉ. Thế mà cậu đã nói thật, bây giờ chỉ có cậu mới giúp được mình thôi. Thật là con dại cái mang. Tôi xin lỗi cô Hoa. Cháu xin lỗi cô, từ nay cháu không nghịch dại nữa đâu ạ. Biết nhận lỗi là ngoan rồi cháu ạ. Với lại cô cũng định chuyển đi. Cô Hoa cứ mở lại quán bánh đi. Tôi thấy cô làm bánh tẻ ngon hơn quán tôi. Có gì tôi sẽ hỗ trợ thêm cho cô. Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau chứ cô. Ôi, thật thế à chị? Chứ sao nữa, không thể để mất một người làm bánh tẻ ngon như thế này được. Thế cho con sang phụ làm bánh cho cô Hoa để chuộc lỗi mẹ nhá. Nhưng trước tiên, con phải đi khắp làng để xin lỗi những khách hàng bị đau bụng đã. Chúng ta phải trả lại sự trong sạch cho cô ấy. Dạ vâng ạ. Quán nhà mình mở lâu rồi mà, sao lại phải khai trương nữa hả mẹ? Quán nhà mình sửa sang, mua sắm lại đồ mới thì coi như là mới con ạ. Thôi, ăn nhanh lên, rồi vào trong, mặc quần áo mới, chuẩn bị đón khách với mẹ. Vâng ạ. À này, mà nghe mẹ dặn đây, con là có tính ăn hỗn, ăn không biết nhìn ai, nên lát nữa ngồi ăn cơm, mẹ sẽ buộc dây vào ngón chân của con. Để làm gì à mẹ? Để khi nào mẹ giật dây, con mới được ăn. Hôm nay toàn chức sắc trong làng, mẹ không muốn con làm trò cười cho họ đâu. Dạ vâng, con biết rồi mẹ. Các cậu ơi, cậu mời bọn tớ về ăn cỗ à? Sao cậu biết? Nay nhà tớ mời dân làng đến khai trương quán. Tớ mời các cậu về nhà tớ ăn uống thỏa thuê. Chúng mình đi ăn cỗ thôi nào. Thank you.
Đây, cỗ đây, các cháu ăn đi. Vâng, chúng cháu xin ạ. Các bạn cứ ăn tự nhiên đi nhá. Chúng tôi vẫn đang tự nhiên mà. Mít mật, cậu ăn đi chứ. Hay ăn đùi gà no rồi, mình vẫn đang ăn mà. Mít mật nay lạ nhỉ, chẳng thấy ăn uống xô bồ như mọi lần. Cậu thầy tính đổi nết rồi à? Ờ, thì các cậu cứ ăn đi, để ý đến tớ làm gì. Nãy giờ không thấy cậu ăn uống gì thế? Sao mẹ mãi không giật dây cho mình ăn thế nhỉ? Chẳng lẽ mình cứ ngồi mãi như thế này à? Đói chết đi được ấy. Thì mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Mẹ giật cho con ăn đi chứ, con đói lắm rồi đấy. Cụ Lý, ai bảo cụ đây là thịt lợn rừng? Thịt trâu, dài nhành nhách đây này. Bà béo đâu? Dạ bẩm cụ con đây ạ. Cụ có gì sai bảo ạ? Thế bà nói cho tôi biết, đây là thịt lợn rừng hay thịt trâu? Dạ bẩm cụ, trong mâm có hai món thịt lợn rừng và thịt trâu ạ. Đấy, anh thấy chưa? Anh không phân biệt được đâu là trâu, đâu là thịt lợn rừng. Có cụ không phân biệt được ý, chứ thịt con gì trên đời này mà con chẳng ăn rồi. Làm gì có chuyện không phân biệt được. Anh ý, thế ý anh là tôi không được ăn nhiều thịt chắc? Anh nói thế là có ý coi thường tôi sao? Ấy chết, con nào dám coi thường cụ Lý. Con chỉ nói là con có kinh nghiệm trong chuyện phân biệt thịt này thôi. Cụ có khi già rồi, đôi khi có chút nhầm lẫn cũng là chuyện đương nhiên. À, anh lại còn chế tôi già à? Tôi già nhưng xương gà vẫn nhai ráu ráu nhá. Kinh nghiệm cũng có thừa nhá. Không gì là có thể qua được mắt tôi đâu. Hai người đừng cãi nhau ở quán của tôi nữa. Được rồi, nề tình hôm nay quán khai trương, ta không nên gây mất trật tự. Không được, như thế thì bất phân thắng bại à. Phải làm cho ra lẽ mới được. Thế tôi với anh ra ngoài kia tranh luận tiếp, anh đồng ý không? Cụ thích thì con chiều, ta ra ngoài nói tiếp, xem đĩa thịt này là trâu hay lợn rừng. Ôi, mẹ giật dây rồi, phải ăn thôi, làm trở nãy giờ. Sao mẹ giật dây liên tục thế nhỉ? Đúng ý mình, được ăn uống thỏa thuê rồi. Sao đầu bữa nó giữ ý tứ lắm mà, làm như không muốn ăn gì cả. Giờ thì lộ rõ bản chất, ăn uống như điên thế này. Thế mới đúng là mít mật mà chúng ta quen chứ. Mít mật, cậu ăn từ từ thôi không nghẹn đấy. Còn mỗi một bát thế kia, phải sơ nhanh, kẻo chúng nó ăn mất. Từ từ thôi, bát canh tiết nóng lắm đấy. Này, mít mật, cậu làm sao thế? Ôi, tớ Hồng Diêm ơi, mít mật nó làm sao rồi? Để tớ gọi cô béo. Thôi chết, chắc lúc nãy vấp vào dây nên nó mới giật giật liên tục như thế. Chắc nó tưởng cô cho nó ăn nên mới ăn liến thoảng như thế đây. Ôi giời ơi, là giời, mít mật ơi là mít mật. Lát cô gọi thầy lang sắc thuốc mát gan ruột cho uống là ổn thôi. Thế mà tớ cứ tưởng mình chết rồi. Cho chừa cái tội ham ăn, lần sau thì nhớ nhé. Ăn uống từ từ thôi.